브랜드가 출시되었습니다. 네, 텔러 뷰티 블로거 한국 박혜켓 찬! Để đánh giá về sản phẩm tinh chất tế bào gốc Islab Corona thì mình hứa hẹn với mọi người đây sẽ là sự lựa chọn xứng đáng trong lĩnh vực chăm sóc da tại thị trường làm đẹp Việt Nam. Theo như mình được biết, tế bào gốc Islab là phiên bản mới của tế bào gốc Eldab và sản phẩm có đang gây sốt tại Hàn Quốc. Với những công dụng của nó mang lại, Islab Corona được chia làm hai phiên bản, đỡ trắng da và chống lão hóa với dung tích là 20 trên ống. Bởi vì có hot nên mình đã có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm trong một thời gian và dưới đây là những ấn tượng của mình về sản phẩm. Nhìn chung về công dụng thì cả hai phiên bản Islab đều cung cấp độ ấm sâu, giúp trẻ hóa da, khe khít lỗ chân lông, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang, chống nhăn sâu và bổ sung collagen cho làn da trẻ đẹp. Bị màng không tì vết đúng với mong ước của phải đẹp ngày nay. Về phiên bản màu trắng, dỡ sáng da thì sản phẩm dưới dạng tinh chất cô đặc, dạng sữa trong suốt với thành phần chính chiết xuất của ngọc trai, kết hợp niacinamide và adenoside. Còn thành phần chính của phiên bản màu nâu chống lão hóa là chiết xuất hoa trà màu đông Jeju Lactobacillus. Cách sử dụng sản phẩm cũng rất đơn giản, cực kỳ tiết kiệm lại vệ sinh. Thiết kế dạng ống tiện lợi, mọi người chỉ cần mở nắp và đẩy tinh chất ra trực tiếp mặt và xoa đều. Một ống này mình có thể dùng được từ 2 đến 3 lần và có khi 2 đến 3 ngày mới hết một ống. Tinh chất tế bào gốc Islab Corona không phải là phép màu thần kỳ, nhưng mình chắc chắn sản phẩm sẽ mang lại những lợi ích đáng kể trong việc cải thiện sức đề kháng và sức sống cho làn da của những chị em thích làm đẹp. Hãy nhớ, luôn yêu thương làn da của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video review sản phẩm tiếp theo bằng cách ấn follow, like, share và comment sản phẩm mà bạn đang quan tâm dưới phần bình luận nhé.